Kính chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Sau đây là những thông tin bóng đá cực nóng diễn ra trong 24 giờ qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Sau đây là những thông tin chi tiết có trong bản tin hôm nay. Liên tục chói sáng, Quang Hải ghi 3 thắng cùng 3 kiến tạo cho Pau FC. Quang Hải đã gây ấn tượng mạnh trong buổi tập đối kháng của Pau FC gần đây. Tại đây, anh đã ghi 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Sau giai đoạn đầu mùa giải khó khăn, gần đây Pau FC đang thi đấu rất tốt. Thầy trò huấn luyện viên Tholot đã có 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong 3 lần ra quân gần nhất, đội chủ sân Nou Skem đều giành được chiến thắng. Tuy nhiên, Quang Hải gần như mất hút trong chuỗi trận phong độ thăng hoa của Pau FC. Để chuẩn bị cho trận gặp Bordeaux vào vòng 15 League 2, huấn luyện viên Didier Tholot đã thiết kế buổi tập dành riêng cho các cầu thủ không ra sân ở trận thắng Amiens hôm 6 tháng 11 vừa qua. Buổi tập này vừa giúp các cầu thủ không thi đấu ở trận trước đó có cảm giác thi đấu, vừa giúp họ giải phóng được sức ý vì phải ngồi trên băng ghế dự bị khá lâu. Quang Hải là một trong những cầu thủ thuộc nhóm không ra sân ở trận thắng Amiens hôm 6 tháng 11 vừa qua. Anh và các đồng đội được ban huấn luyện yêu cầu rèn kỹ năng phối hợp cũng như tổ chức tấn công. Cụ thể, ở bài tập đối kháng 5 năm, đội của Quang Hải đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 11-4. Số 19 của đội tuyển Việt Nam để lại ấn tượng cực mạnh với 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo thành bàn. Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải là pha xử lý rất bình tĩnh, một nhịp làm động tác giả để đánh lừa thủ môn Oriro trước khi đưa bóng vào lưới. Hai bàn thắng còn lại là những cú dứt điểm rất hiểm hóc. Với màn trình diễn khá ấn tượng, tiền vệ người Việt Nam nhận tràng vỗ tay tán thưởng từ các đồng đội. Bên cạnh trực tiếp ghi bàn, tiền vệ người Đông Anh còn có 3 đường kiến tạo đẹp mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội lập công. Sự khéo léo và linh hoạt của Hải Con giúp anh phát huy rất tốt trong các buổi tập đối kháng 5 với 5 trong phạm vi hẹp. Dù chỉ là những bàn thắng và kiến tạo trên sân tập, tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ giúp Quang Hải có thêm rất nhiều sự tự tin. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1997 đang có 244 phút ra sân sau 10 trận tại League 2, ghi 1 bàn thắng. Việc tiếp tục hòa nhập tốt giúp ngôi sao sinh năm 1997 có nhiều cơ hội thi đấu hơn trong thời gian tới đây. Hiện anh chủ yếu ngồi dự bị, chỉ được huấn luyện viên Tholot tung vào sân trong những phút cuối trận. Thực tế, rất khó để Quang Hải được ra sân ngay từ đầu khi Pau FC chạm trán gã khổng lồ Bordeaux cuối tuần này. Tuy nhiên, nếu giữ vững được tinh thần và phong độ như hiện tại, Quang Hải hoàn toàn có cơ hội giành được suất đá chính thường xuyên trong tương lai. Mới đây, Quang Hải đã có những chia sẻ rất thật về những gì đã trải qua, cũng như định hướng cho tương lai tại Pau FC. Quang Hải, cầu thủ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, có một thái độ rất khiêm nhường khi sang Pau FC chơi bóng. Với anh, cuộc đời của một cầu thủ thật ngắn. Vì vậy, tiền vệ sinh năm 1997 muốn được trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành trong môi trường mới. Chứng kiến Quang Hải ngồi dự bị, thậm chí không thể thi đấu một phút nào, nhiều cổ động viên Việt Nam không khỏi thất vọng. Nhưng mọi thứ đang diễn ra theo hướng tích cực đối với cựu tiền vệ Hà Nội FC. Mới đây, tuyển thủ người Việt Nam đã có những chia sẻ rất thật về những gì đã trải qua cũng như định hướng cho tương lai. Trong 4 tháng qua, tôi cảm thấy chiều tích cực theo thời gian với mình. Lần đầu tiên đến Pháp, trong một môi trường mới, tôi thừa nhận rằng có một số khó khăn ảnh hưởng đến tôi. Trải qua quãng thời gian vừa qua, tôi dần thích nghi. Tôi cảm thấy rất dễ chịu tại Pháp, tại Pau FC, Quang Hải nói với YouTuber Ted Trần. Theo Quang Hải, từ khi còn ở Việt Nam, anh đã biết mình phải đối mặt với điều gì lúc sang Pháp. Đặc biệt như anh nói, bản thân là người hướng nội, ít nói và chỉ quan sát, nên lo ngại sẽ khó thích ứng chuyển đổi môi trường. Thế nhưng, Quang Hải đã bất ngờ trước sự chào đón, săn sóc nồng ấm ở Pau FC. Tôi được hỗ trợ từ những việc nhỏ nhất như ăn ở hay quay lại. Ngay cả huấn luyện viên cũng thường xuyên động viên, trao đổi và hết sức gần gũi. Còn lại các đồng đội của tôi, dù khác ngôn ngữ, nhưng họ vẫn luôn cố gắng thể hiện tình cảm, giúp tôi tăng thêm sự tự tin, Quang Hải nói thêm. Chia sẻ về vấn đề khi phải ngồi dự bị nhiều hơn thời gian ra sân tại Pau FC, Quang Hải nói, tôi nghĩ khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, khát khao thi đấu luôn cháy bỏng. Bản thân tôi cũng vậy thôi, thế nhưng tôi biết không nên quá vội vàng. Tôi đã nói sang đây là bắt đầu từ con số 0. Trong bất kỳ tình huống nào, mình luôn cần có sự tự tin và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho từng tình huống. Để rồi ngày mai khi ngủ dậy, tôi nạp lại tinh thần tích cực nhất, chuẩn bị cho buổi tập và đối thủ. Trên cabin, tôi luôn sẵn sàng cho tâm thế đảm đương nhiệm vụ khi được giao phó. Ngay cả khi không có được điều ấy, tôi cũng cố gắng nghĩ tích cực. Chỉ cần có niềm tin, sự kiên trì, tôi chắc chắn thành công sẽ đến. Lúc này, tôi chỉ biết rằng mình phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa thì mới có cơ hội được ra sân nhiều hơn. Tôi luôn lấy sự quan tâm của mọi người làm điều khích lệ của bản thân nỗ lực, cố gắng thể hiện tốt hơn trong tương lai,
Chia sẻ về cảm xúc của bàn thắng và lưới Rodes, Quang Hải cho biết, màn ăn mừng thả tim hoàn toàn bột phát. Tôi muốn dành tình cảm cho những người thân yêu ngồi trên đó. Tôi đã viết rất nhiều bàn thắng và lưới Việt Nam trước đây. Có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc rồi. Hôm đó thì khác. Bố mẹ rất xúc động. Đó là lý do tôi luôn cố gắng để tốt hơn, đồng thời cố gắng tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ đang có. Ở trận đấu tiếp theo, Pau FC sẽ làm khách trên sân Boreas, đội bóng từng là đại diện quen thuộc ở League 1, xuống hạng League 2 ở mùa giải năm nay. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Didier Charlot đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận derby vùng Aquitaine của xứ Lục Lăng, hướng đến một kết quả tốt dù lép vế mọi mặt so với đối thủ. Trong tiết lộ mới đây của Quang Hải về cuộc sống và sự nghiệp thi đấu ở tương lai tại Pau FC sau khi chia tay Hà Nội FC. Sau 4 tháng sang Pháp khoác áo Pau FC, cuộc sống của tiền vệ Quang Hải đã có những chuyển biến nhất định. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Việt Nam mới đây, Quang Hải cho biết, thời gian đầu khi mới đến Pau FC, mọi thứ rất rất khó khăn. Tuy có sự chuẩn bị, nhưng vẫn có những điều không thể lường trước. Ở đây là một môi trường văn hóa hoàn toàn khác lạ. Trong những ngày đầu khi sang Pháp, với một môi trường mới, tôi thừa nhận có những khó khăn nhất định ảnh hưởng tới mình khi tôi phải tự lập hoàn toàn. Nhưng trải qua quãng thời gian vừa qua, tôi dần thích nghi và đang cảm thấy rất dễ chịu tại Pháp, tại Pau FC. Tiền vệ tuyển Việt Nam thừa nhận, tôi là một người sống hướng nội, ít nói, thích quan sát. Khi chuyển sang môi trường khác, tôi cũng có một chút lo lắng, nhưng tôi bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng đội, ban lãnh đạo, huấn luyện viên. Những đồng đội đem đến cho tôi sự gần gũi, tự tin. Ở Pau FC, mọi người luôn gắn kết, hướng về phía trước, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu. Nhân nói đến việc ngồi dự bị, đây hẳn là điều khó khăn với Quang Hải. Mặc dù vậy, anh cho biết đã sẵn sàng cho điều này. Khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng mong được thi đấu, cá nhân Hải lại càng khát khao hơn. Thế nhưng tôi biết không nên quá vội vàng. Tôi đã nói sang đây là bắt đầu từ con số 0 và trong mọi hoàn cảnh luôn phải vững vàng về mặt tâm lý. Mỗi buổi sáng thức dậy, phải trang bị cho mình nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. Trong bóng đá, mọi thứ luôn thay đổi rất nhanh, mình phải kiên nhẫn và có niềm tin vào bản thân. Đối với tôi chỉ luôn cố gắng làm sao để bản thân tôi tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Dù có ghi bàn hay không ghi bàn, dù có ra sân hay không ra sân, thì ở buổi tập ngày hôm sau, tôi vẫn phải nỗ lực, cố gắng tập luyện để được thi đấu nhiều hơn và chơi tốt hơn trong tương lai. Quang Hải nói về dự định trong tương lai. Sau 14 vòng đấu tại League 2, tiền vệ Quang Hải đã ghi được một bàn thắng trong màu áo của Pau FC và một pha kiến tạo. Nhưng dấu ấn anh để lại vẫn chưa nhiều. Ở trận đấu sắp tới, Pau FC sẽ có trận derby vùng Aquitaine gặp Boreas. Đây là cơ hội đầu tiên tiền vệ người Việt Nam được trải nghiệm không khí của một trận derby trong sự nghiệp xuất ngoại thi đấu của mình. Bên cạnh đó, tờ Thái Rat của Thái Lan nhận định ngôi sao Việt Nam có vẻ đang đi vào vết xe đổ của Engi Maulana. Thần đồng của Indonesia cũng luôn chật vật trong những năm gần đây tại châu Âu. Năm nay, trong màu áo của Zilles Moras ở giải vô địch quốc gia Slovakia, Egi cũng được ra sân rất nhỏ giọt. Zilles Moravsi đang tận hưởng thành quả nhờ các quyết định chuẩn xác của huấn luyện viên Ivan Galas. Trong 4 trận gần nhất, câu lạc bộ này thắng 3, hòa 1, nhưng Egi không có bất cứ đóng góp nào. Anh chỉ mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Nhìn chung, tiền vệ của Indonesia chỉ hy vọng ra sân ở giải đấu cúp. Mới đây, anh vừa sút thành công một quả penalty ở loạt sút luân lưu ở cúp quốc gia Slovakia. Tờ Thái Rat cũng thừa nhận Egi Maulana may mắn hơn Quang Hải khi được thi đấu ở Á Cup năm 2022. Tờ báo này viết thêm, Quang Hải sẽ khó có thể tham dự Á Cup năm 2022 vì câu lạc bộ chủ quản không cho phép. Egi Maulana may hơn nhiều khi giải vô địch quốc gia Slovakia sẽ bước vào kỳ nghỉ đông, sau đó anh có thể tập trung cống hiến cho đội tuyển Indonesia. Lúc này, Pau FC đang vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng League 2 với 20 điểm sau 14 vòng đấu. Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Pau FC, nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên mạch 5 trận. Ở vòng đấu tiếp theo, Quang Hải cùng với đồng đội sẽ làm khách của Boreas, đội từng 6 lần vô địch League 1 vào ngày 13 tháng 11.